Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn tất cả các bạn cách tạo cái trend quay video biến hình thành cô dâu trên TikTok. Thì để tạo được cái trend này ấy, rất là đơn giản đó các bạn, không còn phải tải app, các bạn là sẽ làm trực tiếp ở trên TikTok nhé các bạn. Thì việc đầu tiên các bạn cần phải tìm cho mình một cái đoạn âm thanh mà các bạn yêu thích, thì ở đây mình sẽ sử dụng cái đoạn âm thanh của bạn này nhé các bạn. Thì mình sẽ bấm vào phần sử dụng âm thanh. Sau đó nó sẽ đưa mình tới cái phần quay video như này. Thì ở đây mình sẽ bấm vào phần hiệu ứng, rồi sau đó mình sẽ chọn vào cái phần hot, rồi mình sẽ chọn vào cái hiệu ứng biến hình thành cô dâu ở đây, ngay đây nhé các bạn. Nó sẽ ở phần trên đầu tiên này, thì các bạn bấm vào phần này, rồi các bạn chạm vào màn hình, rồi các bạn bấm vào quay video nhé các bạn. Rồi sau đó ở đây thì các bạn tha hồ tạo dáng, rồi nếu mà các bạn muốn biến nó thành cô dâu ấy thì các bạn chớp mắt một cái thì nó sẽ biến thành cô dâu thôi. Đó, thì clip của mình là đến đây là kết thúc. Hẹn lại tất cả các bạn vào clip tiếp theo. Chúc tất cả các bạn thành công.